Mới đây, một con cua tuyết nặng 1,2 kg thuộc dòng Matsuba đã được bán với giá kỷ lục là 10 triệu yên, khoảng hơn 66.000 đô la Mỹ, tương đương 1,62 tỷ đồng, trong phiên đấu giá đầu tiên của mùa đánh bắt cua tại cảng cá Hamasaka, miền Tây Nhật Bản. Người thắng cuộc đấu giá ngày 6 tháng 11 là Ryosuke Uemura, chủ nhà hàng ở Chuo, Kobe. Ngoài con cua có giá 10 triệu yên, Ông cũng đặt giá 2,5 triệu yên cho một con cua khác trong phiên đấu giá ngày 7 tháng 11. Ban tổ chức đấu giá cho biết, đây là lần đầu tiên cua Tuyết được đặt giá hơn 1 triệu yên trong 2 ngày liên tiếp. Mức giá này đã vượt qua kỷ lục 3,15 triệu yên được thiết lập trước đó tại thị trấn cảng Shibayama, Kami của tỉnh này năm 2022.